Bản chất của ví tiền điện tử mà bạn có thể đã hiểu sai. Xin chào các bạn, đây là 5 phút crypto. Và video này mình sẽ giải thích bản chất của ví tiền điện tử là như thế nào. Nhiều người nghĩ ví tiền điện tử là dùng để đựng tiền điện tử ở trong đó, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Ví đóng vai trò chủ đạo trong mọi giao dịch trên blockchain. Hãy nhìn vào hình này, giả sử đây là blockchain mà ta biết. Cách mà mọi người đang giao tiếp với blockchain chính là dùng cái ví này. Mỗi ví tương ứng với một vị trí trên blockchain. Và mỗi lần nhấn vào đồng ý thực hiện giao dịch, tức là mình đồng ý chuyển tiền từ vị trí này sang vị trí khác trên blockchain. Blockchain hiện giờ thì có rất là nhiều, ví dụ như Solana, Avalanche, Phantom, BNB Chain là một blockchain đó. Và mỗi blockchain có đồng tiền riêng được gọi là coin. Ví dụ như BNB thì gọi là coin. Dự án mà xây dựng ở trên blockchain thì người ta sẽ phát hành token. Muốn chuyển token từ ví này sang ví khác thì cần một cái loại là phí giao dịch. Người ta sẽ dùng chính cái đồng coin này để làm phí giao dịch. Cho nên khi mà mới tạo ví, thường các bạn sẽ không giao dịch được vì không có tiền làm phí. Mỗi ví sẽ có một cái địa chỉ, một passphrase và một private key. Địa chỉ là thứ giúp cho bạn có thể xác định được cái vị trí của ví của bạn nằm ở trên blockchain. Bạn có thể kêu người khác gửi tiền cho mình vào cái địa chỉ ví này. Còn passphrase và private key là hai thứ mà bạn phải chép vô giấy này, cất vô tủ này, giữ cho thiệt kỹ, không cho bất kỳ ai. Nếu mà giấu vợ muốn giữ làm quỷ đen á thì nhớ giấu cho kỹ nha. Các thông tin này là để xác định vị trí của ví ở trên blockchain thôi. Và khi dùng các app ví, ứng dụng này chỉ như một cánh cổng cho mình biết ở vị trí của mình đang có các token nào thôi. Ví dụ như ví C98 thì nó sẽ hiển thị luôn tất cả các token mà có ở trong ví của mình. Còn như MetaMask á, mình muốn hiển thị cái token nào mình phải nhập cái contract vào và token nó mới hiện ra. Vậy người ta sẽ không dùng ứng dụng ví điện tử để mà đựng tiền, mà là dùng ví để hiển thị những gì mình có ở trên blockchain ở cái địa chỉ đó, giúp cho mình thực hiện các giao dịch ở trên blockchain. 5 phút crypto, crypto cho người bận rộn.